Chào tất cả quý vị khán giả của Trung tâm Asia ngày hôm nay lại một lần nữa lại được đến với tất cả quý vị để gửi đến cho quý vị một chương trình mà khác hẳn với những chương trình mà Trung tâm Asia đã làm. Đó là chương trình Mẹ Fatima, Mẹ Nhân Ái và Xót Thương, và đã được Trung tâm Asia đầu tư rất là kỹ và chuẩn bị rất là kỹ quý vị. Và đặc biệt lần này nhạc rất là hay, mà luôn biết là anh Vũ Tuấn Đức đã làm nhạc. Này cùng Mẹ Maria, nguyện yêu Chúa yêu người thiên tha, và lần chuỗi mân côi thông hối ăn năn cuộc đời. Trong cái chương trình này mình có 21 mục thôi. Trong 21 mục đó mình làm sao mình đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu về đủ mọi loại thể nhạc mình có thể gom vào trong chương trình này. Cái đó là cái yếu tố mà Đức nghĩ là sẽ thành công với chương trình này. Làm sao một chương trình đến ca nó tươi vui, nó đủ giai điệu nhưng mà nó vẫn thấm. Okay. Chẳng hạn như bài Giọt Lấy Ăn Năn là cái bài nói về thống hối. Yeah. Của Duy Thành hát á. Thì Duy Thành hát giữa một cái điệu nhạc rất là pop, rất là upbeat. Nhưng mà nó không mất đi cái sự linh thiêng của cái bài hát đó. Giữa một cái nhạc rất là đời, rất là pop. Mình cũng thấy xúc động, thấy cảm động vì cái giữa một rừng nhạc đó mà Duy Thành diễn tả được cái bài hát rất là cảm động. Cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Và nếu mà nói về làm một nhạc đạo thì chắc mình phải làm bao nhiêu chương trình thì mới hết được. Đúng. Tại vì cái nhạc đạo mình nó vô biên lắm, nó rất là nhiều bài hay. Mà khi mình phải chọn từng đó bài trong một chương trình á, thì nó cũng là một cái khó. Bởi vì mình, chẳng hạn như tiết mục Dâng Hoa Cho Đức Mẹ đi. Mình bắt đầu mình research những bài dâng hoa thì nó biết bao nhiêu bài dâng hoa hay. Mà mình ước gì mình lấy bài này thì mình lại bỏ bài kia thì tiếc quá. Thì tại sao mình không gom nó vô thành một cái liên khúc luôn để người ta mình được nghe cả ba bài. Đó là cũng là một cái điểm lạ, bởi vì cái liên khúc dâng hoa chưa ai làm hết, chưa ai có. Gồm có những cái bài dâng hoa rất là thịnh hành và rất là hay. Hoa đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Những cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương. Dâng mẹ là vâng, đây các gia đình Việt Nam. Ngày nắng ngày mưa, sớm hôm ngược xuôi giữa đồi, xuống trong tay mẹ hiền, hết âu lo muôn phiền, mẹ đại ơn phước. Đức Cha là một biểu tượng rất là linh thiêng, không? Nhiều người gặp Đức Cha với một sự rất là kính nể. Và riêng cá nhân Đức á, thì mình cứ giữ đúng vai trò là mình giúp Đức Cha về cái phần nhạc và hát. Yeah. Tại vì có một bài Đức Cha đóng góp trong chương trình này, Đức Cha đàn piano và hát. Thì dĩ nhiên cha là người Mỹ thì cha không thể nào hát tiếng Việt mà nó thật là chuẩn được. Yeah. Cho nên khi mà Đức Cha vào phòng thâu á, thì mình cũng hơi bỏ nhiều thi giờ hơn. Vâng. Cha bị không có thi giờ nhiều để mà rèn luyện, thành ra nhưng mà nó có cái dễ thương của một người không có biết nói tiếng Việt mà hát tiếng Việt. Giang mê là vang, đại các gia đình Việt Nam. I thought that's a Vietnamese singing that one. Smile, don't laugh. Thanh Trúc thấy là khi mà mình làm việc với Đức Giám Mục thì mình mới cảm thấy là Đức Giám Mục cũng là một người
như mình vậy, cũng có cái sự nervousness, lo lắng. Nhưng mà Thanh Trúc phải khâm phục Đức Giám Mục là Đức Giám Mục khi mà đã làm gì Ngài muốn làm một cách trọn vẹn. Khi Ngài hát, Ngài cũng muốn hát cho nó chuẩn. Ngài và Thanh Trúc hân hạnh là Thanh Trúc được đứng bên cạnh Ngài để mà trao cho Ngài một cái bằng cảm ơn. Thì Ngài muốn tỏ cái sự cảm ơn với khán giả của Trung tâm Asia cũng như mọi người trên thế giới. Thì Ngài muốn cảm ơn và chúc bình an cho mọi người. Thì Ngài mới đọc là xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc lành. Thì cái chữ của Ngài nói không có đúng. Thì cái accent của Ngài không có đúng. Thì Thanh Trúc đứng đó, thì Thanh Trúc cũng nói là xin Thiên Chúa chứ không phải xin Thiên Chúa. Rồi xong Ngài cũng cố gắng Ngài đọc. Đến lúc Ngài very frustrated tại vì có thời gian giới hạn đó, thì Ngài mới nói với Thanh Trúc là thường thường đó là tôi, cái này tôi đọc rất là dễ tại vì tôi đọc cái này nhiều lần rồi, nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay tôi lại không đọc được. Thì Thanh Trúc mới quay lại, chắc là hôm nay là Đức Cha rất là nervous và không, cái cha cười, cha nói cũng có thể mà Đức Cha cũng mồ hôi chảy ra, thì Thanh Trúc là chắc là khó. Bên cạnh Đức Giám Mục Kevin Van thì chúng ta còn có các cha nè, rồi các sơ nữa, mà đặc biệt kỳ này các sơ múa trên sân khấu rất là đẹp để gửi đến quý vị. Khi mà quay á, thì Thanh Trúc rất là tội nghiệp các cha và Đức Cha, lại vì tại trời rất là nóng mà quý cha lại mặc áo dài thâm, áo dòng thâm, rồi Đức Cha cũng vậy, mà Thanh Trúc á, các ca sĩ mặc đồ thì mỏng hơn mà còn thấy nóng này, mà mồ hôi nhã nhẹ ra, huống chi là các cha. Thì Thanh Trúc cũng có nói cha, thì cha nói thôi dâng cho Đức Mẹ, mong rằng là Đức Mẹ phù hộ. Bài của Thanh Trúc tựa đề là Mẹ Đẹp Tươi. Đây là lần đầu tiên Thanh Trúc hát và biết nhạc phẩm này. Khi Thanh Trúc đọc qua cái lời thì Thanh Trúc cũng có một cái đại ý là ô, mình phải làm cái gì cho nó đặc biệt. Thì cũng may là trong giáo xứ là St. Columban có một trường cho các em, thì các em cũng đang đánh cái drum corps đó. Thì trong cái bài của Thanh Trúc có một câu nó hát là Maria oai phong như đoàn binh tiến vào trận. Thì Thanh Trúc nghĩ rằng là chắc là mình phải xài drum corps mấy em bé đánh trống đi vô để mà ca ngợi Đức Mẹ. Thì đó là một cái đặc biệt mà Thanh Trúc thấy là từ hồi xưa đến giờ Thanh Trúc coi chưa bao giờ có những cái participation, đóng góp của các em nhỏ. Và cũng là một cái gì Thanh Trúc nghĩ nên có sự đóng góp của các em nhỏ để các em nhỏ feel được, cảm được cái sự đóng góp của các em rất là hữu ích. Mẹ như hoa thơm ngàn hương luôn tỏa bay chín tầng trời, mọi âu nhớ không hề vương, ôi giác hồn mẹ sáng tươi, con thành tâm kính mừng mẹ đầy ơn phúc, lòng khiết chính như hệ thấm sinh muôn đời. Rồi em làm vậy nha. Em luôn hả? Theo vì Khánh Hà hát nhạc đạo đó, thì Khánh Hà thấy cái tâm hồn mình nó rất là nhẹ nhàng, và mình chỉ cũng như là cất tiếng ca lên để cũng như là cầu nguyện, và rất thấy là nhẹ nhàng, tâm hồn rất là nhẹ nhàng. Và con nhạc đời thì phải công nhận nó hay lắm, nhưng mà có cái sự đau khổ trong đó. Mình phải nghĩ là cái bài đó mình thấy nó đau khổ thì cái bài nó mới thấm thía. Nhưng mà đối với nhạc đạo đó thì mình lại thấy càng hát nhẹ nhàng mà hát tình cảm, giống như hết cái trong con tim mình dâng lên mẹ đó, yeah. Thì nó rất là nghe nó êm ái mà rất vào lòng người nghe. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng
đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con. Bình an là lúc thế gian tìm đến Chúa Kitô, là nguồn từ bi nhân ái thứ tha bao tội nhân. Người đem bình an xua hết chiến tranh lầm than. Thì theo như họ anh tôi thấy thì chương trình cây này quá là tuyệt vời, quá là hay luôn. Ngay cả từ dàn dựng, sân khấu, từ đèn cho tới áo quần và các bài hát đều rất là hay, rất là tuyệt vời. Và Hoàng Anh Thư thì được hát một bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng, một bài hát rất là mới. Và Hoàng Anh Thư cũng chưa có bài để nghe luôn, thì mình tự mình tập, lúc đó chỉ mới có nốt nhạc thôi. Nhờ anh Vũ Tuấn Đức đánh đàn rồi cùng hát cùng với Hoàng Anh Thư để mình trau dồi cái bài hát này, để làm sao mà mình có được tình cảm. Khi thì lên sân khấu á, cái bài của Hoàng Anh Thư thì có 12 em nhỏ đánh đàn tranh nữa, nên bài hát nhìn rất rất là đẹp mắt. Lòng mẹ trăng sáng, dìu con tới bên thiên vui buồn hào quang. Xúc động, mình hát lên mà mình cảm thấy có một gì đó mà rất là thánh thoát, rất là hạnh phúc, nó đặc biệt lắm. Thì Hoàng Anh Thư rất là thích cái ca khúc này, thích dễ sợ luôn á. Thì không những cái bài hát của Hoàng Anh Thư, còn rất là nhiều những ca khúc khác của các ca sĩ như chị Y Phương, chị Chí Liên, anh chị Mặc Đồ, quá là đẹp luôn. Mà Ngọc Thư nhớ là như là thiên thần vậy đó. Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ. Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ trong ca đoàn của nhà thờ. Thì những bài thánh ca đã in sâu vào lòng của em. Thì lần này Diễm Ngân rất là hạnh phúc được tham dự vào cuốn DVD thánh ca để kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. Thật sự lần này rất là ấn tượng, bởi vì được cùng với tất cả các anh chị ca sĩ của trung tâm góp lời ca tiếng hát của mình đến với một cuốn DVD mang nhiều ý nghĩa mà đến bây giờ Diễm Ngân vẫn còn nhớ rất là nhiều kỷ niệm đã cùng với tất cả các anh chị thực hiện cuốn DVD này. Về âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, tất cả đều rất tuyệt vời. Kỳ này thì Diễm Ngân được ban giám đốc cũng như nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức đưa cho Diễm Ngân một bài hát có tựa đề là Mẹ Có Thấu của Sơ Hương Đan. Thật sự là khi nhận được bài hát này, Diễm Ngân vừa đọc lời của nó thì Diễm Ngân đã thấy thích rồi. Thật sự là không có nhiều ca sĩ hát bài này. Bài hát này cũng là một bài hát khó. Khó ở chỗ là làm sao để thể hiện được hết cái cảm xúc và ý nghĩa của bài hát đem đến. Thì Diễm Ngân từ nhỏ tới lớn thì chỉ biết hát thật bằng trái tim của mình thôi. Thì cố gắng hát tốt bài hát này và rất mong được sự ủng hộ của quý vị khán giả khắp nơi. Mẹ ơi.
của thơ. Tiếng khấn van con đang khấn cầu cho bao linh hồn. Dù một ngày phiêu lãng và chiều về bỗng nghe tâm hồn thống hối bao lỗi lầm. Và có một kỷ niệm nữa là lâu rồi Diễm Ngân không có múa. Tại vì hồi nhỏ thì múa rất nhiều và dạng lắm. Nhưng mà bây giờ thì chắc là lo hát không rồi quên múa đi. Nhưng mà trong cái DVD này, Diễm Ngân cũng như chị Thiều Dương và Ngọc Anh Vi có hát một bài hát tam ca mà phải múa rất là nhiều với chiếc nón lá. Thì Diễm Ngân nghĩ là em là một người múa xấu nhất trong hai chị. Nhưng mà thật sự là cố gắng rất nhiều. Tại vì thấy mọi người rất là cực, ai cũng dành thời gian để tập trung cho một cái chương trình quá hay, quá ý nghĩa. Thì anh Cung là cái người rất sốt sắng và có lòng. Với lại nói chung là bên Công giáo đó thì mọi người đều biết anh Cung rất là sốt sắng đóng góp trong những công việc phát triển về tôn giáo cũng như là tôn sùng Đức Mẹ. Cho nên là anh có đưa một cái plan đây, anh giới thiệu về cái khung cảnh như thế nào thì anh em hợp ý với nhau thì anh làm những cái mô hình để chuẩn bị làm á. Thì mình thấy wow, cái này là một cái sân khấu rất là to chứ không phải là chuyện nhỏ, mà làm việc vinh danh Đức Mẹ Fatima là cái chuyện phải làm của những người con Công giáo. Thì mình cảm thấy mình rất là hãnh diện và mình tham gia vào cái chương trình này. Đó là lý do tại sao mình quyết định tham gia để làm. Mặc dù công việc chuẩn bị trong thời gian rất là ngắn, phải nói là rất là ngắn, không đủ thời gian để chuẩn bị. Nhưng mà ai cũng trong cũng có tấm tình, thành thử ra chắc cũng Đức Mẹ phù hộ. Cho nên là mình cảm thấy mình phấn khởi hơn để mình có thể mình làm công việc tốt hơn. Chung công ty Sinex của chúng tôi đã được thành lập cũng nói chung cũng khoảng chừng 30 năm ngoài. Thì từ ngày vào đây thì đa số công việc làm mình trước đây thì làm cho bên các cơ sở bên của Mỹ rất là nhiều. Có lẽ trong cộng đồng Việt Nam thì cũng không ai xa lạ Sinex. Thì chúng tôi là chuyên về bảng hiệu design. Thì lần này rất là hân hạnh được trung tâm ESA mời để cộng tác làm cái chương trình mà về Đức Mẹ Fatima kỷ niệm 100 năm. Đó là cái niềm hãnh diện nhất mà tôi cảm thấy được đóng góp vào trung tâm, là nói riêng nhưng mà nói chung là cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta trên toàn thế giới, nhất là về tôn giáo, thì các tín hữu sẽ thấy được một cuốn DVD rất là to lớn và rất là đẹp và để tôn vinh Đức Mẹ Fatima 100 năm. Mẹ là thuyền diều qua bến mê, khi con tim đớn đau ê chề, mẹ là chốn con mong tìm về. Maria mẹ ơi, xin cứu giúp chúng con giữa sóng gió biển khơi, mẹ đưa tay chèo vững lái. Maria mẹ ơi, xin cứu giúp chúng con giữa nguy khó trần gian, nguyện lòng con kiếm về bên mẹ. Kính thưa quý vị, đây cũng là chương trình đầu tiên mà Đạo được tham gia vào trung tâm Asia, và đặc biệt hơn nữa, đây là một cái chủ đề mà đối với cá nhân của Đạo thì Đạo cảm thấy nó rất là đặc biệt, là tại vì Đạo cũng là người có đạo, cho nên khi mà nói tới mẹ Maria thì mình không có kém gì phần xúc động. Lần đầu tiên mà Đạo được chứng kiến một cái production mà tất cả anh chị em làm việc rất là tích cực. Phần trình diễn của Đạo thì Đạo cảm thấy là vô cùng là đặc biệt, là tại vì lần đầu tiên được tham gia vào cuốn Asia, và cũng như là được đứng kế bên một nam danh ca
nó là rất là nổi tiếng từ trước đến giờ, đó là nam danh ca Tuấn Vũ. Khi mà được biết là mình sẽ hát với Tuấn Vũ thì cảm thấy là rất là vui và rất là hạnh phúc. Mà cộng thêm đó nữa là anh Tuấn Vũ anh cũng rất là thương Đào, anh cũng dẫn dắt, anh cũng giúp chị dẫn cho Đào rất là nhiều thứ. Sống ngày đi lang thang, nay biết quay về bên mẹ. Xin mẹ thương tha thứ giây phút con nơ. Năm tháng kia quá rồi, ôi mẹ yêu dấu con ơi. Đào nghĩ là không có gì riêng với Đào mà tất cả những các anh chị em nghệ sĩ thì không có cái gì bằng cái tình thương và sự ủng hộ của quý vị dành cho các anh chị em nghệ sĩ là và cũng như là trung tâm ESA. Thì Đào kêu gọi quý vị hãy mua băng gốc ủng hộ trung tâm ESA. Khi bước ra sân khấu, Hoàng Yến không có ngờ rằng là một cái set đẹp như vậy mà lại được đứng bên cạnh mẹ, một người mà Hoàng Yến lúc nào cũng đặt cái niềm tin là trên hết. Chuyện vui, chuyện buồn, bất cứ chuyện gì cũng đều đến với mẹ để mà cầu nguyện, để mà cầu xin. Và đây là lần đầu tiên Hoàng Yến được tham dự cũng như là hân hạnh được hát trong một cái cuốn DVD mà về mẹ Fatima, mà lại là được hát một cái bài hát rất là có ý nghĩa. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Đây là một cuốn DVD. Có lẽ rằng là mọi người trong chúng ta bây giờ, không kể những người đạo Công giáo hay là không đạo Công giáo, nhưng mà Hoàng Yến nghĩ rằng là mỗi một nhà mình sẽ phải có một cuốn DVD này. Mà Luân thấy một cái rất là vui đó là thấy chị Thi Vân của trung tâm ESA chị đã vực dậy mà chị đã làm việc hết sức của mình trong cái chương trình kỳ này, thì sẽ đem đến quý vị một chương trình thật hay, và để cũng như là vinh danh kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thì Thanh Trúc kêu gọi là quý vị cố gắng giúp trung tâm ESA cũng như là mua cuốn DVD này để mình biết thêm những nhạc phẩm mới mà để tung hô Đức Mẹ. Thanh Trúc rất chân thành cảm ơn quý vị. Lạy mẹ Fatima, mẹ ni non bao lần, ni non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ, cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương.